Trưa ngày 31 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi Miss World Việt Nam 2021 với chủ đề Sức sống Việt Nam chính thức khởi động. Cuộc thi Miss World Việt Nam năm nay chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, có nhu cầu hoàn thiện bản thân theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Đây là điểm mới đáng lưu ý của cuộc thi năm 2021. Cuộc thi Miss World Việt Nam năm nay còn hướng đến các dự án thiện nguyện, mang lại giá trị nhân văn trong cộng đồng, đặc biệt góp phần kích cầu du lịch Việt Nam, khẳng định điểm đến an toàn, thân thiện trong tình hình mới. Cuộc thi Miss World Việt Nam 2021 với điểm đổi mới đó là chấp nhận thí sinh đã qua giải phẫu thẩm mỹ. Thì đây là một cái bước mà tôi nghĩ rằng là khá là cởi mở trong quy định và giúp cho các thí sinh có thêm gọi là rộng đường để đến với các cái sân chơi nhan sắc và đặc biệt là dễ chạm đến vương miện hơn. Và tôi nghĩ rằng là cái điều này cũng phù hợp với cái quy luật của quốc tế, bởi vì các cái sân chơi nhan sắc quốc tế uy tín thì người ta cũng cho phép giải phẫu thẩm mỹ như về răng hay là những cái giải phẫu trên gương mặt hoặc là về mặt body để giúp cho thí sinh có thể thêm hoàn mỹ, hoàn thiện hơn. Đó, và tôi nghĩ rằng là hy vọng những thí sinh đã qua giải phẫu thẩm mỹ có quyền tự tin để mà đến với Miss World Việt Nam năm nay. Và hy vọng là sẽ có một năm với những cái vẻ đẹp rất đa dạng. Chúng tôi luôn luôn rằng là không ủng hộ tất cả các bạn gái đã có qua giải phẫu thẩm mỹ để đến với cuộc thi, bởi vì chúng tôi luôn luôn đến hướng đến một cái tiêu chí là một nét đẹp tự nhiên và khỏe mạnh. Thế nhưng mà năm nay thì có thể có một sự thay đổi nhẹ nhẹ, nhưng không phải là giải phẫu thẩm mỹ nặng. Có nghĩa là không thể nào sửa mũi, cắt mắt mà đến tham dự với cuộc thi. Bạn có thể làm cho cái hàm răng của mình trắng sáng hơn qua một cái cách nhẹ nhàng, ví dụ như là tẩy trắng răng hoặc là sẽ làm veneer. Thế nhưng mà không phải là một cái cách là quá lộ liễu, tức là không thể nào một cô gái sửa toàn diện cái khuôn mặt của mình mà có thể đến tham gia cuộc thi. Bởi vì đến cuối cùng thì cái tiêu chí của chúng tôi vẫn là chọn ra những người con gái có một nét đẹp tự nhiên nhất và đẹp nhất trong cái cuộc thi, chứ không phải là một nét đẹp hoàn toàn qua giải phẫu thẩm mỹ. Hội đồng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2021 gồm có ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Trần Tiểu Vi, Lương Thùy Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và hai giám khảo nữa chưa được hé lộ. Ngoài ra, Miss World Việt Nam 2021 còn có ban chuyên môn có bề dày kinh nghiệm gồm các biên đạo, đạo diễn catwalk, huấn luyện viên catwalk, nhiếp ảnh, chuyên gia trang điểm đồng hành cùng các thí sinh. 3 năm vừa qua thì em đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm mà không phải là những cái cô gái bằng tuổi em có được, thì em đã trải qua rất là nhiều và có rất nhiều những kinh nghiệm từ làm ban giám khảo, từ đi quay hình, rồi đi làm quảng cáo, đi chụp hình, thì em đã nghĩ rằng là mình đủ kinh nghiệm để có thể lựa chọn ra những cái cô gái mà phù hợp với lại cuộc thi. Dự kiến vòng sơ khảo Miss World Việt Nam 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2021, vòng bán kết toàn quốc vào tháng 10 năm 2021, đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2021. Ban tổ chức trao các giải phụ như người đẹp nhân ái, người đẹp tài năng, người đẹp áo dài, người đẹp biển, người đẹp thời trang, người đẹp truyền thông, người đẹp thể thao, người đẹp có làn da đẹp nhất. Thí sinh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam sẽ nhận vương miện và 300 triệu đồng. Á hậu 1 nhận giải thưởng trị giá 150 triệu đồng. Á hậu 2 sẽ nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.